Khánh ơi, còn Khánh á, chơi á. Chết luôn. Đập đầu này Khánh này nữa. Trời ơi Khánh. Khánh có tình thương dễ sợ luôn. Trời Khánh ơi. Còn Khánh á, chơi á. Chết luôn. Đập đầu này Khánh này nữa. Chết luôn. Đập. Chú quay cầm lên ngay nha, cầm lên nhưng mà chú quay nha. Thấy không? Cầm lên ngay chú quay, chú tắt nó không? Chú nhà này chú quay. Này chú mở nhạc. Này chú mở nhạc quay một clip tóc ngắn không? Đạt, làm gì vậy? Con hái này con làm nữa. Làm cần câu hả? Không, bận biết này được không nữa. Được. Giỏi quá Đạt, mạnh lên, mạnh lên. Rồi, kéo lôi vô. Đây là con cá nó đứa đó làm á. Hôm nay lần đầu tiên câu cá mà dính cho cá bự hả Đạt? Không. Không. Em là cô gái câu cá, vừa câu em vừa ăn kẹo. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay coi. Cá nhím này nào không biết luôn. Cá nhím này nào không biết luôn. Tí về nước ăn chung. Tí về nước ăn chung. Bạn sao nha, mời các bạn. Rồi, sao sao? Chiều nay về thì làm món gì thôi? Cá lóc chiên. Được ba con cá bự, mấy cá nhỏ bỏ hết hả? Ra biển nó còn cá mặt chứ. Đúng. Ra biển nó còn cá mặt. Cá chê 5 kg luôn. Giờ làm cái gì? Đâu 5 kg rồi. Lôi con xuống dưới luôn. Đi lôi con xuống dưới luôn. Lôi con xuống dưới luôn. Giật. Lưỡi luôn. Hiếu con chơi cũng dính cá rồi. Rồi xong con nữa. Xong con nữa. Khánh không cần câu cá mà Khánh mở cá cũng giỏi lắm buồn. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Minh Phương lắm. Hôm nay trời trời nắng trở lại rồi. Qua trời mưa nay trời nắng lại mọi người. Xin nên nhớ chụp nước đủ con cá. Cho con đi xếp ba ly con đi. Con điêu. Con liêu điêu. Con liêu điêu thì sao? Liêu điêu nè con đánh á. Được mấy cần? 4 con. Hello các bạn. Tên gì? Mình tên gì? Mình tên là Bi. Hôm nay mấy chúng mình đi câu cá ở ngoài ruộng nha. Giờ đứa nào cũng đi trước có mình. Chúng mình Phương với mình là đi sau rồi. Thì sao cho mấy thằng kia đi tìm chỗ nha nhanh. Hả? Dạ. Con đi lần nào chưa? Dạ cũng đi ra đây luôn rồi. Không, đi câu cá lần nào chưa? Dạ chưa, bây giờ. Chưa lần nào luôn. Dạ. Đó giờ con đi câu cá không? Không, con đi bắt cá. Con bắt, đi bắt. Hôm nay đi đâu hả? Hôm nay đi đâu hả? Đi coi câu cá. Đi coi. Đi coi thôi hả? Chứ không biết câu hả? Dạ, không biết câu. Hai cái. Hả? Có câu lần nào chưa? Chưa.
không hả? Thấy không có đi vô người ta ra rồi xong thôi thôi chạy thẳng cho đó luôn anh dỗ mỗi lần mà phải hả rồi ốc bự bự không à vâng là mất tiêu rồi vâng con này ở qua rồi vâng chưa bá luôn chú thì nó lớn chưa tôi câu nào luôn dạ đây là đầu tiên hả dạ câu được lắm chị câu được bắt nô lồ có đem gì theo không nữa ôi chết trời ơi kêu nào nè kêu bây giờ bây có quẹt không bây mà không đốt nhen có cây xanh duy nhất luôn nè vâng à, có cây xanh đừng có bước qua cần câu sương mệt ai mà biết đâu hả thủ kỳ tiện nữa kiến lỡ kìa kiến lỡ kìa cái đạp nó cắn ăn rồi kiến này cắn thủng nó uống quần á lưỡi mà có thể làm được không em? Cái lưỡi đó hả? Đúng rồi. Có tẹm cái mình bẻ hả? Đâu? Cái đó là người ta làm. Mình đi mua về mình làm không? Tại dở. Trùng nó hết rồi. Trùng kìa. Cái trùng á. Trùng dưới á. Dưới tao con trùng á. Con trùng sau đó. Không bỏ. Đây chị cầm cho. Con có. Này chưa thấy trái đó luôn hả? Nó gọi là trái tầm mà không biết trái tầm luôn hả? Cái tầm ăn vào nó chua chua mà mấy người mà còn nhỏ nhỏ ăn vào học thông minh lắm. Đâu chú cho con đó thử qua thử coi. Sao bứt rồi? Khánh. Con đó bứt lỡn rồi chú. Chú chú. Khánh hát bài nghe chứ. Khánh hát bài nghe. Khánh câu làm hay là ăn câu chơi? Cái nào dám ăn. Ăn kẹo con bé. Khánh có câu không? Khánh không câu không? Hả? Con cầm ngồi nè luôn thấy dương mệt mỏi thử móc đâu thử cột cho tự móc móc trùng nha thôi mày tự cột đi tao không biết cột mày cột đi tao hết đâu số tao thôi mày kia mày xem còn nơi mày vô mày câu còn ơi ủa ờ đi cái hồ cái chỗ mà bốn nhóc câu á cái đó đó mà tối này ta cũng ra bắt ban đêm ta cũng câu đi chú cứ trời mưa là nước vô là cá nó ấy nhưng mà đi bộ nó sẽ thấy mặt chú thì con quen chú nhưng mà quen chú qua qua cái tình trạng nào quen con quen chú đầu tiên đúng không chú sao mà hả một người bỏ cuộc đó hả dữ cái đập đi đi ra kia câu chú ơi đâu cá sấu đâu cá sấu đâu đâu chị đang ghẻ cá sấu đang ghẻ hả trời con cá sấu bự lắm chú cá sấu là mọi người đã chưa con cá sấu trời cái cây mình xuống dưới nó ghẻ con cá nó sấu chứ không phải là con cá sấu đúng rồi nghĩ sao cái đập về mà Vân là cá sấu chứ ngồi đây coi con cá sấu hồi nãy giận cá măng ta bự cá vàng to không à cái nào có chị hai nha chị hai giữ không giữ ghê hả nhà con vịnh cùng nó mới đi cái hai nhà có thằng đường chị hai con hít cái nào quấn được đâu không thằng nào chưa có rồi lấy cây quấn không có mát mẹ không hả có. Mát mẹ nói sao không biết hả quên quên lâu hả vậy là lâu lắm rồi chị hai chưa quấn đúng không ở đâu vậy chú chị hai có biết làm món gì không nước người ta nuôi ăn đường hả à nuôi với ăn đường hả chiên á chiên là ăn đường món gì nữa chị món mập mà con quên này cái gì
giờ con ở xong này dạ. Dạ giờ giờ con có muốn nói gì nhắn nhủ gì? Con có muốn nhắn nhủ chị Hai không? Ví dụ chị Hai nói đây nè, nhìn đây. À mọi người, đây là cái bông sữa đũa. Bông sữa đũa này ở dưới miền Tây là nó có chua ngon lắm, nhưng mà ở đây chắc ít ai biết nên rẻ quá trời luôn. Câu lần thứ mấy rồi? Thứ hai rồi. Lần trước có dính không? Có. Cá gì? Cá rô, hai con cá rô lần. Bự không? Bự. Vậy làm gì ăn? Đấu làm đó chú, ba con nuôi. Ba con ở hồ cho con nuôi. Giờ là hai cá đó giờ còn sống không? Còn chứ. Vậy hả? Đã vậy. Bự. Bữa đó đi với ai vậy? Đi với anh Hiếu với chị con với Sám. Rồi bữa nay hy vọng có đem về cho ba nữa ha. Úi trời, đúng rồi. Cá ơi, cá ăn được đâu cái cá ơi. Khánh là Vân làm thiệt không Vân? Chơi. Mà ăn đi, tao về tao nuôi mày có ăn mày đâu. Cái chuyện chú nó chơi chọc Vân thôi mà Vân tưởng thiệt. Đấu nó mới ăn được, giờ nó non. Em thấy coi trên mạng á, người ta là thả xuống là có, thả xuống là có. Mà cá bự bự luôn rồi. Bữa mấy đứa đó ăn câu nhiều lắm. Rồi, Vân từ từ đi, từ từ. Chú ăn cơm. Thì coi tới giờ cơm mình về. Chung. Mọi người đây nè, ngay chỗ ao cái hồ câu cá này có cái cây bông sữa đũa. Cái bông sữa đũa là miền Tây mới có nè, nhưng mà ở đây Củ Chi cũng có nè. Ủa cái bông gì? Bông sữa đũa là dưới miền Tây là ta nấu canh chua ngon lắm mọi người. Đúng rồi. Bắt gà nướng ở đây chứ. Thấy quá trời luôn. Mọc nguyên bên đường ở đây luôn mà không ai ăn nhiều quá. Nóng quá chú ơi. Chú, ở đây mà có cây già, con mượn hộp của chú, con lấy câu cá mà chú. Vô cho mát đứng. Chú cho hết mấy con chí nè. Rồi, nhiều lắm rồi, quá trời. Mát nè. Anh coi đứng lên, còn mát cái dây rồi. Đây là cái trái của nó nè. Đây nguyên cái trái. Cái trái ta có bao, ngu. Đó. Ngu rớt. Bông nhiều lắm mới sống không? Bông bữa ăn cũng ngon lắm. Ăn sống được luôn chú. Đúng rồi. Lột làm gì? Lột đi nấu canh. Có ăn rồi. Có ăn bao giờ chưa? Không.
Quê con đâu? Quê con ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê con đây. Vậy sao biết bông sữa hay à? Không biết đâu, nhà ông chồng. Nhà con chồng mà mỗi lúc mà muốn ăn canh chua cũng phải hái lên nấu, nấu chiếc con tôm với cái này ăn đó. Là lúc trước chồng luôn hả? Giờ còn hả? Còn. Ủa chồng trước cửa nhà hả? Không, chồng trong vườn. Vườn ở đâu? Trước nhà luôn. Chú ở đây nè, chú con chào, chú con này nè. Đó đó anh, nó làm dưới mấy người. Chú đâu ba có gì mà có em lắm nhưng mà. Cái gì? Con không đứng ba. Cá chú. Cá quá trời á. Cậu. Thấy chưa? Con không đứng là. Do nó nhát quá không à. Lại kéo lúc vào luôn chứ. Ủa quấn câu có cá không? Chú ơi. Chú ba nè. Ghê ghê quá. Ừ, nước đi. Trời quá, hiểu. Nghe bỏ cây con dở cái cà lá là mở vô cái con đậy lại. Nó có cá bự không phải không? Ừ, không, rồi dạ. Lại rồi. Chết rồi. Cháo là mua 500 triệu không? Bắt lên coi coi bà Khánh. Bắt coi cá bự không? Cá sao nhảy được? Sao nhảy được? Đi bắt con cá lên cho chú ơi. Đặt mắt lên, đặt cái mắt không? Bắt gì? Cá. Bắt đâu? Đó. Con cái gù quanh nhau nha chú. Cá ngoài kia kìa. Dính dính con, dính. Mẹ nè, cá nè. Mẹ nè. Đưa cho gỡ vô nè. Bảo lần nào nó hiểu. Thì nãy giờ bằng mà. Con cá con nó lớn hơn con cá. Mai mốt đi câu quá đem cái thùng đây cho bự đó. Dính. Dính đâu cá bự rồi tật. Dạ, đi, tụi nó đi nó không đổi nón được gì bởi vậy. Thôi đứt cái Cường, hiểu. Cường, cắp bức con kéo cầm như muốn mới vô. Gỡ đi, mắng đi, mắng vô. Ra đi dính tay một cái mà giờ lấy mẹ mà nữa. Con câu là chị lụm hả? Có. Hồi nãy có xảy con hả? Không, không. Dạ. Không. Kéo từ từ vô, kéo từ từ vô. Lên vô, em lên, em lên, em lên. Cầm, kéo sợi dây găng qua cũng được. Kéo sợi dây găng qua cũng được luôn. Rồi cầm cái cần theo, cầm cái cần theo. Đi đây. Nó đái chú ơi. Mọi người đây được dính một em cá thiệt to. Cá to. Cá rô phi. Mở ra nhanh nhiều. Nhanh lên bỏ nhanh. Đừng. Úi dồi. Cắm. Trời lấp nó rộng giật, con tưởng đâu cá mập. Đây, Đạt đã dính một con. Đạt, quay lên coi. Bắt đầu cá chịu ăn rồi đó. Ê con, cưng dậy con. Ê, nó móc vô tay con chú ơi. Lẹ. Nó móc vô tay đâu rồi. Nhanh. Cái gì? Cái lưỡi móc vô tay à. Sao móc được? Từ từ thôi. Giờ từ lấy ra từ. Mấy đề ca câu mới có một tí mà cá cỡ sống.
cá phi đủ lắm rồi. Đó. 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 Hơn bữa nay đi tụi nó hơn chứ câu mới có tí được mấy con cá này, được mấy nửa ký hơn luôn. Thôi rồi đó. Xuống dưới đâu chịu dụng người ta đi xuống dưới làm chi vậy ta? Cái gà làm gì? Con đựng lộn, ăn đựng dữ lắm mấy con. Có nói dụ như con có ăn thay đũa con tinh rồi con nói chua ăn bún. Cái tội nó. Sợ lúc bao giờ. Cho con to lên, cho nó to lên. Ôi trời, 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 trời. Ê, ơi. Cậu vào năm cầu nhiều cá lắm, nhiều con chơi. Khánh biết làm món này hả? Dạ. Dần cá nó dần về làm gì? Dẹt, bỏ nước sông vô, vắt cái nồi lên, dụng cá vô đẩy nắp lại xong. Ăn theo kiểu mà người nguyên chất nguyên thủy. Dám ăn không? Dục con chứ ăn gì chú? Vậy nấu chi? Hỏi nấu cho có thôi. Cho em một con cá rồi. Gà thèm cá rồi. Gà thèm. Không. Chú đặt sao chảy nước miếng không ạ? Cá vợ tụ chứ mấy là cứ cho nó ăn một con sâu đi. Ăn sâu không? Lai cho em một ơi. Mày bóc rồi nè. Trời ơi chết tôi dữ luôn mấy. Mày làm mày đứng cứ về 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 gà trống rồi cứ đứng về 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 bắt khánh hoài là sao ta? Nó thèm sâu á. À con trùng nè, nó thấy trùng đây nãy giờ nè. Ăn đi cá. Lại nó đẻ là hết mồi luôn. Rồi làm cái tật luôn, mừng quá mọi người. Cảm ơn bác Khánh có miếng mồi vô bụng á. Khánh ơi. Còn Khánh ác, chơi ác. Chết luôn. Đập đầu này nè. Trời ơi Khánh. Khánh có tình thương dễ sợ luôn. Con này chết rồi. Con này chị máu nè anh cô. Còn sống mà. Đúng cá. Con kia con từ kia chú ơi. Con nuốt nè chú. Trời ơi nó nuốt. Nó nuốt lưỡi luôn. Cá luôn. Rồi. Mẹ đừng có bước qua cần. Đó. Wow đúng rồi. Nãy rồi. Đó lên cái đã. Đạt đạt. Đạt nãy giờ câu được mấy con rồi đó. Hai con. Ba con đúng rồi. Còn con này nãy giờ bé Khánh cầm sao mà tưởng cá sống thành cá vậy luôn. Ba con cá nhỏ ngập luôn đó. Hổ trùng đi bao ơi. Chưa chết, hồi nãy nó mở đầu lên luôn. Xong xong rồi. Mày có nhanh không? Bắt đầu. Rút cá sập. Giờ con cá nó giờ về phê mẹ nó sao? Nhưng mà chị sẽ lên hình là được rồi.
Mà nãy con câu dính đâu thấy đâu, lúc con câu dính đâu thấy đâu. Đâu quay được lúc đó đâu. Mà chú định thả con nó xuống bắt lại nữa hả? Sao bé? Bé có ý kiến gì? Bé Khánh? Mấy ngày đi qua đây không? Cắm chơi bây giờ gặp bé này chưa? Dạ. Có thấy bé này chưa? Từng thấy lần rồi. Gặp ở đâu? Dạ. Lúc đó mình con thấy nó ngồi đó nó cổ vũ. Không phải, không phải, không phải bé này. Phải hả? Ừ. Nhưng mà nó cũng quen. Bé này xinh hơn bé kia. chị bé này còn xinh nữa. Khánh chịu anh là làm dễ không? Anh dễ chưa? Cái mắc cỡ của con một phải ba chứ rồi dướng cần câu á đúng không ba hồi sáng nay câu lúc 11 giờ tới 2 giờ mọi người ơi câu ở buổi sáng hôm nay tụi đi câu cũng nhiều lắm cũng được cá phi quá trời luôn cá phi bự luôn à bây giờ chết hết rồi không vứt rồi đúng hả? Ừ vứt cho gà anh đi con nào chết chứ vứt hết nha vứt là gì con nó chưa chết đâu hồi nãy em cào bậy nó mày đi nữa mày phải để thêm mấy ngày nữa chứ ăn tối chút đây là cái buổi sáng hôm nay đi câu được thành phẩm là được 3 con cá bự mấy cái nhỏ bỏ hết hả mấy cái nhỏ cho mèo ăn hết rồi rồi ngồi xuống tự mình thưởng thức luôn đi hồi nãy để hai cái điện thoại vô bể luôn ơi xăng tóc lên biết cái tóc tôi đến đây xin tạm dừng xin chào nhớ nhấn like nha mọi người đây vô đây nè nó câu kết rồi bữa nay câu cá vui không chết cá chờ dính cá nha vui không nè mình nhìn đây nè sao bữa nay câu cá vui không nói đi mấy cá chết bò rồi ừ. Em cạo rau ôi chừng con nước.